Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Bản tin 24 giờ. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn đã làm giảm bớt ảnh hưởng của hạn hán kéo dài ở một số tỉnh miền Trung của Trung Quốc, nhưng chúng cũng dẫn đến lũ lụt khiến hơn 35.000 người trong khu vực phải sơ tán. Theo một tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của Văn phòng Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán, trước khi những cơn mưa lớn bắt đầu rơi vào ngày thứ 6 tuần trước, hơn 3,5 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do hạn hán gây ra. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2,15 triệu người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Sau mưa lớn đã làm đầy các hồ chứa trong khu vực, tuyên bố cho biết. Những cơn mưa đã được hỗ trợ người nông dân trong khu vực, tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán đã giảm 22,31 triệu ha xuống còn 34,64 triệu ha vào thứ Hai. Tỉnh Giang Tây bị hạn hán đã nhận được nhiều mưa lớn hơn, với lượng mưa là 120mm được ghi nhận trong 3 ngày qua. Mặt khác, tỉnh Giang Tô tiếp tục hứng chịu lượng mưa chỉ 3mm trong cùng thời kỳ. Trịnh Quốc Quang, người đứng đầu Cục Khí tượng của Trung Quốc CMA, trích dẫn một trong báo cáo của Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết các tỉnh bị hạn hán sẽ về cơ bản thoát khỏi ảnh hưởng của hạn hán trong tháng này khi mùa mưa bắt đầu. Ông cho biết chính quyền địa phương không nên nới lỏng nỗ lực chống hạn hán vì mực nước vẫn còn thấp ở nhiều hồ, sông và hồ chứa lớn ở miền Nam của Trung Quốc. Một dự báo gần đây của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn sẽ giáng xuống một số khu vực ở miền Đông và miền Nam của Trung Quốc từ thứ Hai đến thứ Tư. Văn phòng cũng cho biết những trận mưa như chút nước liên tục đã làm mực nước các con sông ở tỉnh Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu dâng cao, với mực nước ở một số khu vực đã vượt quá mức an toàn và gây ra lũ lụt ở một số khu vực của Hồ Nam và Quý Châu. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết khoảng 1,22 triệu người ở 4 thành phố và quận của Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi nước lũ, với 27.700 người phải di dời tạm thời. Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã ra lệnh cho chính quyền địa phương các vùng bị hạn hán chuẩn bị ứng phó với lũ lụt, trong khi tiếp tục công việc giảm bớt ảnh hưởng của hạn hán. Lượng mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã làm giảm bớt tình trạng hạn hán trong khu vực, nhưng nó mang lại những vấn đề mới. Nhiều khu vực của Quỳ Châu, Giang Tây và Hồ Nam đã bị lũ lụt kể từ hôm thứ Bảy. Lượng mưa lớn đã làm giảm hạn hán ở quận Luxi, tỉnh Hồ Nam, nhưng mưa lớn với lượng nước nhiều đã tạo thành một trận lụt. Trận mưa như chút nước thậm chí còn khiến các con đường trong quận bị tắc nghẽn, nhà cửa của người dân, các tòa nhà cao tầng cũng bị ngập lụt. Tại trụ sở của chính quyền địa phương, nhiều vật dụng đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Lý Thành Hữu, quan chức quận Cuxi, tỉnh Hàng Châu cho biết nước dâng lên gần 11 giờ sáng. Lúc đó chúng tôi bắt đầu di chuyển đồ đạc trong phòng, nhưng nước lên quá nhanh khiến chúng tôi không kịp di chuyển mọi thứ. Tại một trường học ở địa phương, các giáo viên đang bận rộn dọn dẹp trong khi học sinh được nghỉ. Lũ lụt đã là một thảm họa cho nền nông nghiệp địa phương, mưa lớn đã nhấn chìm tất cả những cây con vừa mới được trồng. Tất cả đều đã biến mất, nước với cát đổ vào vùng đất nông nghiệp. Giờ đây ở đó không còn gì cả. Khu vực này đã bị hạn hán trước đó. Một người dân ở đây cho biết, dân làng rất vui khi mưa bắt đầu rơi vào thứ Sáu, nhưng chỉ qua một đêm, lũ lụt đã gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương. Cơ quan khí tượng Trung Quốc sáng Chủ nhật cho biết, mưa dài dẳng sẽ tiếp tục ở miền Nam của Trung Quốc trong 2 ngày tới, nơi bị hạn hán tàn phá. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa bão từ màu xanh lam lên màu vàng và đưa ra cảnh báo màu xanh lam vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật, mức độ nhẹ nhất trong hệ thống cảnh báo mưa bão 4 cấp của Trung Quốc. Hơn nữa, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa bão lớn ở một số khu vực thuộc tỉnh phía Nam của Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến. Trong khi đó nói rằng mưa sẽ làm dịu bớt hạn hán đang hoành hành ở hạ lưu và trung lưu của lưu vực sông Dương Tử, các chuyên gia của Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo về lũ lụt trên núi có thể xảy ra. Mưa vào thứ Bảy, mưa lớn đã tấn công các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Chiết Giang. Từ 5 giờ ngày hôm qua đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, một số khu vực của tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, An Huy có lượng mưa trên 160mm. Trong khi đó, mưa lớn được dự báo ở miền Nam của Trung Quốc trong vài ngày tới. Thời tiết nắng sẽ kéo dài ở miền Bắc của đất nước. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Một đợt mưa xối xả mới dự kiến sẽ đổ bộ vào thành phố Hàm Ninh ở miền Trung của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Không lâu sau khi lũ lụt do mưa gây ra đã khiến 23 người chết trong thành phố. Vương Năng Căn, giám đốc trạm khí tượng của thành phố cho biết, những trận mưa lớn sẽ trút xuống thành phố vào thứ Ba và thứ Tư, mang đến nhiều nguy cơ sạt lở đất và sập đường. Lũ lụt và lở đất do mưa gây ra đã khiến 23 người thiệt mạng trong thành phố tính đến thứ Bảy, cùng với 10 người khác vẫn đang mất tích. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, hơn 160 người bị thương do thiên tai và thành phố đã chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,61 tỷ nhân dân tệ, khoảng 248,4 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Hồ Nam lân cận, lũ lụt, sét đánh và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 27 người tính đến chiều thứ Bảy. Hai trong số các hồ chứa của thành phố Nhạc Dương đã bị hư hại nghiêm trọng, dẫn đến việc xả nước phá hủy các ngôi nhà và trang trại gần đó. Tạ Khang Sinh, một cố vấn của chính quyền tỉnh cho biết,
hạn hán gần đây đã làm khô đất của khu vực, làm tăng nguy cơ sạt lở đất trong những trận mưa lớn gần đây. Thưa quý vị khán giả, lũ lụt diễn ra ở khu vực phía nam của Trung Quốc khi mưa lớn đẩy mực nước sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ qua. Miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong những tuần gần đây, gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực, trong đó có thành phố Thiệu Quan. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, bao gồm tỉnh Quảng Đông, một trung tâm sản xuất và hậu cần, nơi có thủ đô công nghệ Thâm Quyến của Trung Quốc. Bộ Tài nguyên Đức Trung Quốc hôm thứ Tư đã đưa ra báo động lũ lụt cao nhất trên lưu vực sông Châu Giang, nói rằng mực nước tại một số địa điểm đã vượt quá kỷ lục lịch sử và thủ phủ tỉnh Quảng Châu sẽ bị ảnh hưởng. Hình ảnh từ thành phố Thiệu Quan phía bắc Quảng Châu cho thấy người dân đang phải đi qua các con đường chính bị ngập do nước, cá biệt có một số khu vực ngập cả xe ô tô. Tháp Quan Phen chìm trong nước lũ sau trận mưa xối xả, một con phố bị ngập lụt, một người dân dọn dẹp đường sau khi nước rút, một căn phòng bị ngập sâu trong nước, lực lượng cứu hộ đi trên một chiếc thuyền khi họ kiểm tra một con phố bị ngập lụt. Những ngôi nhà của người dân bị nước lũ bao vây, đường phố các tòa nhà bị ngập lụt. Lực lượng cứu hộ sơ tán những cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khỏi làng Xin Ly bằng xuồng ba lá. Công nhân tập trung dọc theo đường sắt bị ngập lụt ở Thượng Nhiêu để sửa chữa. Hình ảnh nước lũ chảy quanh một thị trấn ở Thượng Nhiêu và một khu vực bị ngập lụt tại công viên Sang Tân. Nước lũ phun ra từ một cổng của trạm thủy điện Suikao ở đông nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, đồng bằng sông Thổ sông Châu Giang nằm ở vùng trũng, là nơi có các trung tâm kinh tế như Quảng Châu và Thâm Quyến, cũng như một số thành phố nhỏ hơn nhưng đông dân cư với các ngành sản xuất chủ yếu. Các nhà chức trách quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh vào đầu tuần này cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 253 triệu USD. Các khu vực có nguy cơ như ở Quảng Đông đã được lệnh thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm đình chỉ công việc tại các nhà máy, đóng cửa trường học để giảm thiểu thiệt hại. Các khu vực khác ở miền Nam Trung Quốc bao gồm tỉnh Phúc Kiến, ven biển và Quảng Tây cũng bị ảnh hưởng bởi những trận mưa kỷ lục trong tháng này, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Lũ lụt vào mùa hè phổ biến ở các vùng của Trung Quốc, nhưng những năm gần đây càng trở nên nghiêm trọng hơn do hậu quả của sự biến đổi khí hậu. Một số phương tiện truyền thông địa phương đã gọi đây là trận lũ lụt kéo dài nhất trong thế kỷ và nói rằng mực nước đã vượt quá mức nước cao nhất được ghi nhận vào năm 1931 và đang tiến gần tới trận lũ lụt tồi tệ nhất của khu vực vào năm 1915. Thưa quý vị, tuần trước núi lửa Quai nằm trong cánh đồng núi lửa Ngũ Đại Thiên Trì ở tỉnh Hoắc Long Giang đã phun trào một đám mây cho bụi khổng lồ, khiến cho người dân phải sơ tán khỏi các thị trấn phủ đầy cho bụi. Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Trung Quốc cho biết, vụ phun trào của núi lửa Quai kéo dài khoảng 17 phút, tạo ra cột cho bụi cao ít nhất 1.000 mét. Không có thương vong nào được báo cáo, tuy nhiên nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên mức 1 trong thang cảnh báo 5 cấp độ do nguy cơ xảy ra các đợt phun trào tiếp theo. Theo một nhóm các nhà nghiên cứu nói với đài phát thanh địa phương rằng đã có một vụ phun trào phreatic của núi lửa Quai, có nghĩa là vụ nổ do sức nóng dưới miệng núi lửa. Chính quyền địa phương Hoắc Long Giang cho biết 10 ngôi làng ở hai thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi trận tro bụi. Hình ảnh hậu quả cho thấy những ngôi nhà, con đường và cây cối ở thị trấn giáp với biên giới bị bao phủ bởi tro bụi, các phương tiện đang chật vật di chuyển trên đường do tầm nhìn kém. Các nhà chức trách đã triển khai một xe cứu hỏa để giải tỏa khu vực và giúp đỡ người dân quét tro bụi trên các con đường. Theo AFP, việc sơ tán đang diễn ra ở đó, nhưng ưu tiên của chúng tôi là những người cao tuổi và những người bị mắc bệnh hen suyễn. Cơ quan quản lý sân bay cho biết, cho đến nay không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng bởi vụ núi lửa phun trào, nhưng các phi công được khuyến cáo thận trọng trong khi bay gần khu vực núi lửa. Giới chức khuyến cáo cư dân không đến khu vực trong vòng bán kính 4 km xung quanh núi lửa, đồng thời cảnh báo nguy cơ núi lửa bất ngờ phun trào trong thời gian tới. Cư dân gần các thung lũng và sông cũng được lệnh cảnh giác với bùn và dòng chảy trong trường hợp xuất hiện mưa lớn. Núi lửa Quai đã hoạt động trong những năm gần đây với hàng chục vụ phun trào tương tự được ghi nhận vào năm 2016 và năm 2017. Khu vực biên giới Trung Quốc giáp với Nga và Triều Tiên nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương có nhiều địa chấn hơn và có hơn 20 núi lửa đang hoạt động. Bức ảnh do Văn phòng Thông tin Công cộng tỉnh Hoắc Long Giang chụp và phát hành cho thấy những chiếc xe chạy qua những ngôi nhà và thảm thực vật phủ đầy tro bụi ở một thị trấn vùng biên thuộc tỉnh Hoắc Long Giang sau khi núi lửa Quai phun trào, mang theo một đống tro bụi bao phủ quanh khu vực. Chính quyền tỉnh Hoắc Long Giang cho biết 10 ngôi làng ở hai thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi tro bụi của núi lửa. Hình ảnh sau vụ phun trào cho thấy nhà cửa, đường xá, cây cối ở thị trấn này bị tro bụi bao trùm, trong khi phương tiện gặp khó khăn trên đường vì tầm nhìn kém. Nhà chức trách cũng nhắc nhở người dân cấm tiến vào khu vực bán kính 4 km quanh núi lửa, đồng thời khuyến nghị người sống bên cạnh phải cẩn thận vì khả năng ngọn núi tiếp tục phun trào bất chợt và nguy hiểm. Trước khi núi lửa Quai phun trào tro bụi, chính quyền địa phương ghi nhận 77 hoạt động địa chấn của núi lửa trong 24 giờ qua. Những ngôi nhà và cây cối phủ đầy tro bụi ở thị trấn này sau khi núi lửa Quai phun trào, mang theo một lượng tro bụi bao phủ khắp mọi khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.